Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụ Music. Trong những ngày đầu năm 2024 thì việc mỗi gia đình sở hữu một chiếc piano cơ không còn là một điều xa xỉ nữa, khi hiện nay trên thị trường đã có rất nhiều model piano giá cả phù hợp cho các bạn lựa chọn. Hôm nay mời các bạn theo team mang piano Yamaha VDUP-M06B đến với khách hàng tại Gò Vấp. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Vì yêu thích chiếc piano Yamaha VDUP-M06B này nên chị khách đã tham khảo rất nhiều cửa hàng và chọn lựa Minh Phụ Music để mua chiếc đàn này vì mức giá vô cùng hợp lý và chất lượng cực kỳ tốt. Đây là kho hàng Lý Thường Kiệt. Nào, cùng mình vào xem thử piano VDUP-M06B đã được chuẩn bị lên đường cho chuyến đi trong ngày chưa nha. Đàn bọc ni lông toàn bộ thân cẩn thận, đảm bảo vẻ đẹp hoàn hảo và giữ được màu gỗ tự nhiên nhất. Các phần quà tặng và phụ kiện của piano đã chuẩn bị đầy đủ. Bên trong vòng sửa chữa, anh kỹ thuật viên đang canh chỉnh lại dây và điều chỉnh âm thanh của những chiếc đàn trước khi đến với khách hàng. Chiếc tải lăn bánh vào kho cùng anh em đội vận chuyển. Và đây, chiếc piano Yamaha VDUP-M06B đã được ba anh nâng đàn vào xe đẩy và cùng nhau leo dốc từ từ tiến đến xe tải đưa vào bàn nâng, và anh em cùng đẩy piano vào xe. Các phần quà tặng đã ở trong xe. Piano được phủ nệm dày và quấn dây thừng xung quanh cố định để đảm bảo an toàn cho cái đàn cùng quà tặng tránh rung lắc và đạp khi khởi hành. Bàn nâng và cửa tải đóng lại, cài khóa cẩn thận. Nào, lên đường đến với nhà khách thôi. Anh em Minh Phụng đang rong ruổi trên những con đường đầy nắng gió của Sài Gòn. Đi đến nhà khách, team đã nhanh chóng đến nơi. Xe tải đang lùi chậm chậm theo chân các thanh niên của đội vận chuyển để đi vào nhà khách. Cửa tải mở ra, từng người vào trong thùng tải, mang phụ kiện của đàn xuống rồi chậm chậm tháo dây cố định đàn, đẩy piano ra phía bàn nâng, đưa lên xe đẩy, leo dốc tiến vào nhà khách. Vì VDUP-M06B nặng lên đến 240kg nên 6 thanh niên đã cùng nhau hợp lực nâng đàn lên các bậc tam cấp và phòng khách cho cô. Chiếc piano với màu gỗ tự nhiên được team đẩy đến vị trí yêu thích của cô và nhân viên đang gắn ống sưởi vào đàn. Mời các bạn hãy cùng mình ngắm nhìn vẻ đẹp hoàn hảo của piano Yamaha VDUP-M06B nhé. Nắp phím được thiết kế mềm mại, toàn bộ đàn với màu gỗ nâu tự nhiên, nổi bật với logo Yamaha mạ vàng thủ công, đường kẻ dài mạ vàng quanh thân cùng khóa đàn mạ vàng đặc trưng của những dòng piano cao cấp. Anh em hãy ngắm nhìn vẻ đẹp mà chiếc piano này mang đến cho nội thất không gian của nhà bạn nha. Với kiểu dáng piano đứng đặc trưng, thiết kế nguyên bản với các chi tiết góc cạnh, màu gỗ bóng, chân đàn cong mang vẻ cổ điển từ kiến trúc châu Âu, bàn phím nặng, độ bền cao, cảm giác như chơi trên một cây grand piano thực sự. Được tô điểm đường chỉ đỏ đẹp mắt, pedal mạ vàng tinh tế. Còn đây là toàn bộ các chi tiết máy bên trong Yamaha VDUP-M06B nhé. Khung đàn bằng gang chắc chắn, bản cộng hưởng gỗ vân sa với độ dài dây tăng cường đem đến chất âm toàn diện. Về cao độ của đàn bằng lông cừu, khi mua đàn Yamaha VDUP-M06B tại Minh Phụ Music, các bạn sẽ được bảo hành lên đến 10 năm, miễn phí lên dây 2 lần, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Nhân viên Minh Phụng luôn kiểm tra đàn cho khách một cách cẩn thận trước khi ra về. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano cơ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.